một combo siêu lời dùng để lấy lời ca. Hôm nay gửi cho một bác khách là nắp loa monitor sân khấu với cấu hình là bass 30 neo Sili của Từ Bi và tép kèn 750. Loa monitor thì người ta sẽ quay ngược vào ca sĩ hát các bác nhé. Và các bác cùng xem mẫu ngày hôm nay. Đây là cặp check leo 850 BNC, cốc nhôm và côn 75, bi dày khít đều. Anh em lưu ý trên cái loại leo bi này, trên thị trường có rất nhiều loại bi nó sẽ rão và nó hở, nó mỏng bi thì sẽ nó dễ rẻ hơn được một chút, nhưng mà tiếng nó sẽ không được hay nên anh em cân đối rồi mua. Còn đây là check 850 leo BNC, các bác nhìn bi của nhà em này, nhìn thấy chưa, rất là đẹp, chất lượng luôn. Cốc nhôm và phân tần của nó đây, phân tần là model 006 đường hi đây, đường bát là đường nâu, hai chở nhôm. Đấy, phân tần này tính tép rất là mịn. Còn đây là bát, bát gân vải tẩm dầu 3 gân màng màu tím. Con này đít bát có đôi 46 cái lỗ để tạo khí tỏa nhiệt. Con này là côn dây nhôm dẹt nhá. Các bác nhìn coi, kia là côn vàng này. Màng có chữ Sili này. Leo leo bi rất là đẹp luôn. Và con này là hàng chất lượng cao. Anh em mà sử dụng một combo này để sử dụng cho các dòng loa thì có giá là 5 triệu 950 combo này, được bao ship và nhận hàng kiểm tra thanh toán các bác nhá.